Okay. Ok mấy anh chị, Vân chào cả nhà. Hồi nãy Vân làm cái chuyện mình chưa bao giờ làm, nói một cái đề tài là hạnh phúc. Vậy Vân làm sao để tạo dựng cho mình cái hạnh phúc cũng liên quan đến Phật pháp, nhưng mà Vân mạo muội, Vân đem ra cái trang cá nhân của Vân, nhưng mà không có cảm thấy được thoải mái để làm, để nói chuyện đạo vào cái trang cá nhân của mình, cho nên là mình làm lại một cái đề tài trong cái trang làm sao để chuyển nghiệp. Cái tuần vừa qua Vân rất là bận mấy anh chị, thì có rất nhiều anh chị nhắn tin rồi nói là tại sao lâu quá không có thấy Vân làm những cái video. Thật ra chỉ mới có 5 ngày hả, năm 4 5 ngày thôi mà mấy anh chị nhắn tin Vân liên tục luôn. Giống như là mình bị ghiền mình hay sao. Anyway, bây giờ Vân sẽ chia sẻ về cái đề tài là làm sao để chuyển nghiệp. Thì có một số anh chị liên lạc với Vân. Chờ Vân chút xíu, Vân coi coi bên này nó nghe rõ không. Không biết bên đó ai có nghe rõ Vân không, bấm giùm Vân nghe rõ hay không nha. Có nhiều lần mình nói đã đời xong rồi không nghe tiếng gì hết. Ok. À, Đạo có nghe rõ Vân không Đạo? Chào em. Ok. Không biết là bên đó có nghe rõ Vân không? Ok. Nghĩa là rồi, cảm ơn em. Rồi mấy anh chị, tại sao mà Vân bữa nay chọn cái đề tài này? Là tại vì có rất nhiều anh chị nhắn cho Vân là chị ơi em khổ quá. Anh khổ quá mà toàn là các bạn trẻ không mới ghê chứ. Mình nói wow, các bạn trẻ mà nhắn cho mình nói là khổ quá. Có bạn 15 tuổi, có bạn 18 tuổi, có bạn 20, 20 mấy tuổi thôi mà đã nghe cái tiếng là chị ơi em khổ quá rồi. Vân nói trời ơi sao các bạn này khổ sớm dữ vậy? Mình nói sao 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 mà lạ vậy? Thì hỏi Vân là bây giờ bằng cách nào em có thể chuyển được cái nghiệp của em? Thì bây giờ Vân mới nghĩ ra cái đề tài là làm sao để chuyển nghiệp. Thì theo mấy anh chị đó là mình có thể chuyển cái nghiệp mình được hay không? Và làm sao, làm bằng cách nào để chuyển nó? Ok. Mấy anh chị đang đau khổ có nghĩa là mấy anh chị đã tạo cái nghiệp, cái nhân tiền kiếp rồi, đúng không? Theo đạo Phật của mình, tại vì Vân đang nói trong cái trang Phật pháp cho nên là Vân nói rất là mạnh. Hồi nãy nói chuyện trong cái trang của mình cho nên không có dám nói mạnh về Phật pháp, sợ người ta chửi. Có nhiều người không phải đạo Phật thì họ sẽ không có tán thành những cái gì mình nói. Tại thường mình nói đó là Vân tin tuyệt đối cái luật nhân quả mấy anh chị. Cái luật nhân quả, cái gì đến với mình cũng có cái nguyên nhân hết. Vân tin tuyệt đối điều đó. Cho nên khi mình nói chuyện trong cái trang Phật pháp thì mình nói chuyện mình rất là tin cái điều đó. Mà rất là nhiều anh chị là không có tin, tại vì họ cứ nghĩ là họ sống rồi sống đời này rồi khi họ ra đi là họ sẽ không có còn gì nữa hết, mấy chị coi như là chết là hết. Cho nên đó là lý do mà họ tung hoành tạo nghiệp và họ không có kể cái gì hết. Thì khi mình rất là sợ mình nói chuyện không có phải là mấy bạn không có hiểu đạo đó, thì mấy bạn sẽ phỉ báng. Khi mấy bạn phỉ báng Phật pháp thì mấy bạn sẽ bị đọa, cho nên là mình rất là e dè cái chỗ này. Vân hy vọng là những anh chị mà nghe những cái video của Vân đó là những anh chị mà đã có đạo và đang hành trì rất là tinh tấn ha. Thì câu hỏi của mình á là mình có chuyển nghiệp được hay không? Làm sao để chuyển nghiệp, bằng cách nào để chuyển nghiệp? Thì theo như bản thân của Vân đó mấy anh chị, là Vân Vân đã là cái người nhân vật sống đã từng rất là đau khổ, đã từng tự giận không biết bao nhiêu lần mà không chết, đã từng cái tuổi thơ của mình không có hạnh phúc như nhiều người, gặp nhiều 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 cái vấn đề mà mình không có muốn nó đến nhưng mà nó vẫn đến. Thì Vân đã chuyển được cái nghiệp Vân mấy chị, Vân chuyển được, mình không có dám nói là hết nha, nhưng mà mình cảm nhận được mình là một cái người khác hồi đó rất là nhiều và hoàn toàn khác hẳn luôn. Thì mình biết chắc là nó đã chuyển cái nghiệp của mình một phần nào rồi đó mấy chị. Thì Vân tin là mình có thể làm được, nhưng mà không có phải dễ mấy chị ơi. Ví dụ như bây giờ mấy chị khổ có nghĩa là mấy chị đã
đã thiếu nợ nhiều người rồi đúng không? Người ta tới người ta làm khổ mình, chị đang có nghĩa là người ta đang đang đòi cái nợ mình đúng không? Người ta đang muốn mình phải 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 ta hành mình khổ để cho giống như mình không có thể nào mình nói được, nhưng mà giống như nó hành mình khổ để cho nó đòi nợ bằng cái cách đó đó, để cho nó hả giận như vậy đó. Đó là cái cách mà họ đòi nợ của quan gia trái chủ mấy chị. Hành mình chết không được, sống không được, đau khổ cực kỳ luôn. Như cái cảnh địa ngục trần gian vậy đó. Đó là cái cách mà để mình trả nợ cho họ đó. Thì mấy anh chị nên nhớ nha, nợ nó có thêm lời nữa nha. Tiền thiếu người ta 10 đồng không phải trả 10 đồng không đâu, còn thêm là tiền lời nữa đó, mười mấy đồng chứ không phải là 10 đồng đâu. Cho nên mấy anh chị cẩn thận cái chỗ này ha. Và khi mình muốn chuyển cái nghiệp của mình đó, có nghĩa là mình đang muốn quỵt cái nợ của người ta đó, có nghĩa là mình đang muốn năn nỉ người ta tha cho mình, năn nỉ người ta là không có thể trả cái nợ này được không. Ok, nhưng mà không phải là mấy anh chị, cái cách của Vân là không phải là Vân không trả, nhưng mà cách Vân hành trì tha thiết để hồi hướng công đức mình cho họ mấy anh chị, thì mình chuyển được. Tại vì tất cả giống như hồi nãy Vân nói cái đề tài hạnh phúc á, thì tất cả chúng sanh, vì chúng sanh, từ những chúng sanh súc vật cũng muốn mình có hạnh phúc, cũng muốn mình có an lạc. Tất cả những chúng sanh con người của chúng ta, chúng sanh quỷ thần, chúng sanh địa ngục, chúng sanh nào họ cũng muốn cho bản thân của họ có được một cuộc sống hạnh phúc hết mấy anh chị, ai cũng vậy hết á. Nhưng mà vì mình vì quá là vô minh đi, mình vô minh quá đi, cho nên mình không có, mình tự làm khổ lẫn nhau. Thí dụ như bây giờ Vân làm khổ bạn thì kiếp sau bạn làm khổ Vân lại, thì bạn rất là vui bạn cười, thì bắt đầu Vân làm khổ người khác, có người này làm khổ người kia rồi trả nợ hận quá đòi nợ nhau, cứ đầu thai lên như vậy đó, mà luân hồi sinh tử hoài mãi mãi như vậy đó mấy anh chị. Tại sao? Tại vì nó thiếu nợ tôi kiếp này, nó chết rồi thì tôi đâu biết đòi ai đâu. Thì muốn số nợ đó thì kiếp sau có phải là đầu thai lên làm con của người đó không? Làm con mới hành hạ mẹ cha được chứ đúng không? Làm con mới đòi nợ từ từ được chứ đúng không? Hành hạ cha mẹ cho tới là người không ra người, ma không ra ma, sống không được mà chết không được đó, để trả cái nợ đó. Đó là cách trả nợ đó mấy anh chị. Rồi thì bắt đầu những cái cha mẹ này nè trả xong nợ rồi đó, thì lại hận đứa con này, tại sao tao sanh mày ra vậy, đâu có vui vẻ mà trả nợ đâu, mà lại trả nợ mà vừa trả mà vừa càm ràm nữa, tại sao tao sanh mày ra như vậy. Nếu mà biết trước được á, là lúc mà mày hạ lúc mà nếu tao biết trước được mày làm khổ tao như vậy đó, thì lúc mà tao sanh mày ra đó, tao bóp mũi cho mày chết cho rồi, có phải là tạo thêm nghiệp nữa hay không, đúng không? Cái khẩu nghiệp mình nó quan trọng dữ lắm luôn á, mà mình không để ý đó mấy chị. Thì khi mà mình nói như vậy đó, có nghĩa là mình đang tạo một cái khẩu nghiệp, một cái khẩu nghiệp cực kỳ luôn á. Mà Vân thấy rất là nhiều người đang gặp phải cái khẩu nghiệp này, cứ chửi con bằng cách là tao mà biết á, vậy á, tao sanh cái trứng gà hay cái trứng gì đó ra tao ăn tao nuốt cho rồi đi. Hoặc là chửi con bằng cách hả, mày ra ngoài đường xe nhà binh tông mày, hay là những cái câu rất là khó nghe mấy anh chị. Đó là cái gì biết không, mình đang tạo thêm cái nghiệp nữa mấy anh chị. Thì guess what, thì đời sau mình sẽ gặp cái người con này nữa. Tại sao? Tại vì mình nợ nó chồng thêm nợ, nó chồng thêm nợ. Tại sao mình thiếu nợ mà mình không sạch nợ, mà lại mình thiếu nợ mình còn thì mắc thêm nợ nữa, kiếp sau mình gặp cái thằng này nữa. Trời ơi khổ lắm, khổ lắm mấy chị ơi. Ví dụ như bây giờ mình có một cái cuộc sống rất là khổ, người chồng của mình cứ tối ngày cứ đánh đập hành hạ mình hoài, thì bây giờ mình lại hận, mình hận mấy chị. Nói tiếng hận á, thì có phải là hận thì mình không làm gì được hết, tại vì mình là phái yếu. Thì mình bắt đầu gieo trong đầu mình cái hạt giống là tao hận mày, tôi rất là hận ông gì vậy 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 vậy, ông làm khổ tôi vậy 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 đó. Thì có phải là mình đang đang gieo một cái nhân là mình sẽ cột ổng lại với mình nữa không mấy chị? Mình sẽ cột ổng càng chặt hơn nữa, là kiếp sau mình sẽ gặp ổng nữa. Cho nên mấy chị có muốn điều đó xảy ra không? Nếu mà không muốn thì mình vui vẻ mình trả nợ đi, không có phải dễ chút nào hết mấy anh chị. Cái câu mà làm sao để chuyển nghiệp ha, cái chữ chuyển nghiệp á mình có thể làm được, nhưng không có dễ chút nào hết. Mấy anh chị có sẵn sàng trả cái giá cho cái sự chuyển nghiệp của mình không?
Ok, bây giờ Vân nói đi sâu hơn nè. Làm sao để chuyển nghiệp? Thứ nhất á, là mình phải dừng lại liền ngay tới cách nè. Mình phải là người con Phật, vô chùa quy y Phật đi mấy anh chị, quy y Phật đi, là con Phật thì mình sẽ được bảo vệ dữ lắm luôn. À, chư Phật bảo vệ, chư Bồ Tát bảo vệ, Long Thần Hộ Pháp bảo vệ mình nè. À, rồi những vị thần xung quanh bảo vệ mình nè. Mấy anh chị, mình sẽ được bảo vệ. Thứ nhất, mình phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ok, rồi khi mình quy y như vậy đó thì bắt đầu mình mới học hành trì theo chánh pháp, hành trì theo theo đạo Phật thì mình mới bắt đầu chuyển nghiệp được. Khi mà mình quy y, mình biết cách hành trì, mình tu tập thanh tịnh an lạc rồi đó thì mình bắt đầu mình dừng actually, khi mình tự quy y là mình dừng lại cái nghiệp của mình liền rồi mấy anh chị. Mình biết cách hành trì, mình biết cách tu là mình đã dừng lại cái nghiệp của mình rồi. Có nghĩa là mình không phóng sanh nữa, không trộm cắp, không tà dâm, không nói xạo, không nói lưỡi hai chiều, không làm tổn thương cho người khác. Những cái việc ác mình không làm nữa. Có nghĩa là mình đã dừng cái nghiệp rồi, đúng không? Không tạo nữa rồi, không suy nghĩ ác cho người khác. À, không ganh ghét ai. Ôi cái đó khó nha, không phải không không phải dễ đâu nha. Cho nên Vân nói đó là cái giá mình phải trả đó, giá mình trả đắt lắm lắm luôn đó. Cho nên là những cái mà Vân nêu ra là mình có thể chuyển nghiệp, nhưng đây là cái giá mình phải trả. Rồi mấy anh chị có sẵn sàng để trả cái giá của mình không nha? Ok, so trước hết là quy y ha, là dừng lại cái nghiệp mình liền ha. Và sau đó đó mình bắt đầu mình chuyển nghiệp bằng cách là mình tu tập nè ha, tu tập thanh tịnh nè. Giống như nãy Vân nói đó, làm những chuyện lành, tránh những điều ác, không ăn mạng chúng sanh. Cái ăn chay là không có phải dễ chút nào hết mấy các bạn ơi. Mình ăn chay là thứ nhất á, là mình sẽ ngừng cái nghiệp sát, mình phát triển cái tâm từ bi của mình nè, và mình bắt đầu phát triển cái tâm thương chúng sanh nè ha. Đó là cái rất là khó nha. Và để coi what else, chuyển cái nghiệp của mình ha. Coi như là dừng hết các điều ác, làm bắt đầu làm các chuyện thiện, bắt đầu làm phóng sanh nè. Thay vì hồi đó mình sát sanh, mình ăn thịt chúng sanh, bây giờ mình ăn chay, mình làm lành, mình phóng sanh, mình bảo vệ môi trường, cây để cho nuôi những con vật. Nói chung là mình làm những cái gì mà dưới cái tâm từ bi của mình mấy anh chị. Và mình nói là mình trì tụng chú Đại Bi đúng không? Chú Đại Bi là tâm đại bi mấy anh chị, đại bi ha, chú Đại Bi có nghĩa là cái tâm mình phải đại đại bi ha, như một cái biển đại bi vậy đó. Nhưng mà bản cái miệng mình vẫn còn chôn chôn xác chết của chúng sanh trong này thì làm sao mà đại bi nổi. Đó là một số anh chị mà nhắn Vân là em trì đại bi đã mấy năm nay rồi mà không có kết quả gì hết. Mấy anh chị, mình trì làm sao, chút xíu Vân sẽ nói về làm sao để mình hành trì cho nó có kết quả và nó đúng theo chánh pháp. Mấy anh chị, nếu mà mình thật sự là người con Phật, mình thật sự là mình nói là dỗ ngực xưng tên, tôi con rất là tự hào là con của Ngài, con rất là tự hào là con là người đạo Phật, là một cái đạo từ bi. Nhưng mà bản thân của mình chỉ nói được bằng cái miệng không mà. Bản thân của mình tối ngày mình nói là con muốn hạnh phúc, con muốn an lạc, con muốn được như các ngài, con muốn được đi từ thiện, con muốn được đi giúp đỡ chúng sanh, con muốn và con muốn, vĩnh viễn là con muốn. Mà mấy mấy vị không có làm được. Mấy vị vẫn còn ăn thịt chúng sanh nè, vẫn còn ăn mặn nè. Mấy vị vẫn còn cái tâm là vật dưỡng nhân nè. Mấy vị vẫn còn cái tâm là tôi lo cho cái gia đình của tôi trên hết nè, tôi thương cái bản thân của tôi trên hết nè. Mấy vị còn tham sân si đều đặn hết, và mấy vị còn nếu mà làm ăn á, thì mạnh được yếu thua nè. Nói chung là cái miệng mình quy y Phật, mình là người con Phật, nhưng mà mình hành trì theo theo con ma mấy chị, con của ma dương. Cho nên thì khi mà mình hành trì theo con của ma dương thì kết quả thì làm sao tới được, đúng không? Mặc dù mỗi ngày cái miệng mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,
hành trì chú Đại Bi rất là giỏi, thuộc lào luôn, không có kết quả gì hết. Đó là cái gốc đó mấy anh chị ơi, phải lưu ý, phải biết nha. Tại vì mình đang muốn xây một cái căn nhà, một cái biệt thự rất là đẹp ha, như cái mơ ước của mình ha, nhưng mà mấy anh chị không có biết cái nền tảng của nó, mà không có cho mình một cái nền của cái căn nhà đó, nó cho vững mấy cái trụ cột nó vững, thì mình đang xây căn nhà trên cát. Ước mơ nó vẫn là mơ ước nếu không có làm đúng theo chánh pháp mấy anh chị. Thì cái sườn nó là cái gì, cái nền nhà nó là cái gì? Ăn chay, làm lành, lánh dữ, từ thiện, giúp đỡ chúng sanh, không có phải là gì bản thân mình nữa, mà không phải là gì cái gia đình bé nhỏ của mình nữa, mà vì chúng sanh là cha mẹ, chúng sanh là anh chị em, người lớn là cha mẹ của tôi, người ngang hàng tôi là anh chị em của tôi, và nhỏ là con của tôi. Mấy anh chị, mình phải có một cái tâm là biết thương yêu tất cả chúng sanh, và biết nhìn vào một khía cạnh là tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ gia đình quyến thuộc mình hết mấy anh chị, thì mình mới trải được cái lòng từ bi ra, trải được cái tâm mà không hơn thua chấp trước ra, thì mình mới đạt được cái kết quả mình muốn, đúng không? Kết quả an lạc hoặc là kết quả chuyển nghiệp, ok, thì mình mới đạt được. Còn bây giờ bao nhiêu năm mình hành trì nhưng mà cái tâm đó không có thì làm sao cảm ứng được tâm Phật được, đúng không? Cái tâm tôi dỗ ngược xưng tên, tôi là con Phật, tôi tụng kinh mỗi một ngày hai thời ba thời luôn, tôi đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm Phật hết, nhưng mà tại sao tôi vẫn khổ, tại sao tôi vẫn vẫn làm ăn thất bại, vẫn gặp nhiều chua cay cay đắng, vậy thì Phật có thiệt hay không? Mấy anh chị, mình nửa nghi nửa ngờ mới ghê chứ. Mình hay mở miệng ra là mô Phật, mở miệng ra là a di đà Phật, nhưng mà ở trong mình nhiều lúc mình làm không có đúng chánh pháp. Đó là lý do tại sao mình không có cảm ứng được với chư Phật, chư Bồ Tát mấy anh chị. So, nếu mình nói mình thật sự là con Phật á, thì mình hành trì theo chánh pháp, đi đứng nằm ngồi nói năng theo chánh pháp, làm việc theo chánh pháp, thì mình mới thật sự đúng cái nghĩa là người con Phật, tự hào mình là người con Phật. Còn nếu không á, mình có tụng giỏi cỡ nào đi nữa, mình có thuộc hết quyển kinh Nhật tụng luôn nữa, thuộc hết kinh kệ này đi luôn nữa, mấy anh chị cũng không có được cái gì đâu. Tại vì từ cái miệng thôi, không phải từ cái tâm xuất ra mấy anh chị ơi. Cho nên mấy anh chị để ý cái chỗ này nha. Và những cái gì mình làm á, mình phải tuyệt đối tin tưởng 100% là nó có thật và tôi sẽ đạt được. Thí dụ như vong nguyện vãng sanh, một đời này con nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, liệt khổ được vui, đồng thành Phật đạo. Vân phải tin tuyệt đối là có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và vân tin tuyệt đối là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, các ngài nói như thế nào đó, hành trì y như thế đó. Tin tuyệt đối là có cảnh giới cực lạc, tin tuyệt đối là khi lâm chung, nếu con hành trì, nếu con sống theo chánh pháp, nếu con hành trì theo chánh pháp, thì con tin tuyệt đối là khi con lâm chung, con có thể tự tại ra đi, hoặc là con có thể vì một cái nhân duyên mà được Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống để dìu dắt con về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Phải tin tuyệt đối mấy chị, đừng có miệng á, thì nói là tôi tin, nhưng mà thật ra cái tâm thì không có tin. Cho nên khi mà cái tâm của mình không có tin á, không có cảm ứng được chư Phật đâu mấy chị, mình không có cảm ứng được. Thì khi mình không có cảm ứng được thì làm sao mình tạo ra kết quả, đúng không? Cho nên là cứ nói, cứ nhắn Vân, rất là nhiều bạn nhắn Vân là hành trì 2 năm, hành trì 3 năm, hành trì 1 năm, hành trì 2, 3 tháng rồi vẫn không có thấy gì hết trơn á. Vân hỏi gì chứ bạn muốn thấy cái gì? Bạn trì chú Đại Bi bạn muốn thấy cái gì? Bạn phải biết bạn muốn cái gì, rồi bạn phải hành trì theo chánh pháp. Không phải hành trì không, mà phải làm việc theo chánh pháp mới cảm ứng được. Tại vì con Phật á, thì phải giống Phật. Con Phật á, thì tha thiết được về nhà với Phật thì Phật mới rước mấy anh chị. Và con Phật á,
Phật không có bỏ đâu mấy anh chị ơi, mình học không, Phật không bao giờ bỏ mình đâu. Với một cái điều kiện á là mình thật sự là người con Phật. Thí dụ như mình là những người con lạc lõi từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Hôm nay mình rất là may mắn là mình được gặp Phật pháp lại, có nghĩa là mình biết được cái căn nhà mình, cái nhà của mình ở đâu rồi, mình biết cha mẹ mình là ai rồi, mình là một người con lạc lõi bao nhiêu năm nay rồi, đúng không? Bây giờ á mình đã được gặp cha mẹ, mình mừng lắm mấy anh chị. Cuộc đời của con bao nhiêu năm nay luân hồi sanh tử trầm luân trong bao nhiêu biển khổ rồi, cho nên hôm nay con may mắn con gặp lại Phật pháp, con biết được nhà con ở đâu, con biết được cha mẹ con là ai. Con tha thiết con hành trì, con thật sự sám hối những cái tội lỗi của con nhiều đời này và nhiều đời nhiều kiếp con đã lỡ gieo trồng. Bây giờ thì con tha thiết để sám hối, con tha thiết để cầu xin được về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, để con không có còn phải trở lại cái luân hồi sanh tử nữa, để con không có phải vì cái nghiệp lực mà con tới cái thế giới khổ đau này nữa. Mấy anh chị, mình dùng một cái tâm tha thiết cầu cứu, một cái tâm mà chán cảnh giới này quá rồi, một cái tâm mà chán cảnh giới khổ đau, cảnh giới ta bà, mà tha thiết muốn tìm về cái cảnh giới cực lạc, tha thiết muốn được về nhà mấy anh chị. Thì Vân tin chắc luôn với một cái tâm đó mấy anh chị sẽ được cảm, ok, mấy anh chị sẽ được được cảm ứng. Tại vì không có cha mẹ nào mà nhìn thấy con mình khổ mà chịu được hết. Đặt trường hợp như bản thân của mình đi, con của mình nó ngỗ nghịch cỡ nào đi nữa, nó thậm chí nó từ mình, nó bỏ nhà ra đi luôn á, mà khi mà nó có chuyện á, nó có chuyện ở ngoài kia, nó gặp quá là nhiều khổ đau ở ngoài kia, nó về nó cầu cứu mình, nó nói mẹ ơi cha ơi con quá là khổ rồi, bây giờ con biết lỗi con rồi, con biết hồi đó con sai rồi, con biết hồi đó con lớn tiếng với cha mẹ là con sai, con cãi lời cha mẹ là con sai, bây giờ con gặp rất là nhiều khổ đau ngoài kia thì con mới nghiệm lại được là cái lời cha mẹ là đúng, thì xin cha mẹ tha lỗi cho con, bắt đầu từ đây về sau con sẽ không có làm những cái chuyện đau lòng nữa, những cái chuyện mà có lỗi với cha mẹ nữa, thì xin cha mẹ hãy tha lỗi cho con, nhận con lại làm một cái người con và cho con được về nhà. Bắt đầu từ đây về sau con sẽ làm những chuyện lành, xa lìa những cái chuyện ác và làm một người có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh. Thì nếu như con của quý vị mà tha thiết mà sám hối như vậy, tha thiết năn nỉ mấy anh chị như vậy, thì bản thân của mấy anh chị là bậc cha mẹ, thì mấy anh chị nghĩ là mình có tha thứ cho con mình không? Chắc chắn là có, đúng không? Đâu có ai, đâu có cha mẹ nào mà từ bỏ con mình đâu, chỉ có con nó ngỗ nghịch nó từ bỏ cha mẹ thôi, chứ có cha mẹ nào mà bao giờ mà từ bỏ con mình đâu, đúng không? Cho nên là Vân tin chắc là anh chị sẽ không có bỏ đứa con ngỗ nghịch của mình đâu, và nhận nó về tại vì nó biết sám hối rồi. Thì cũng vậy mấy anh chị, cũng vậy Đức Phật A Di Đà, Đại Từ Quan Thế Âm Bồ Tát y như vậy mấy anh chị. Họ là cha là mẹ của mình, là những cái bậc mà thượng thượng nhân, là những cái bậc mà có thể cứu vớt mình mấy anh chị. Thì khi mà mình biết được mình là con lạc lòi của Phật rồi đó, thì mấy anh chị chỉ có tha thiết sám hối như thế đó, như Vân mới trình bày đó. Một cái tâm sám hối, một cái tâm thanh tịnh để hành trì niệm Phật, trì chú Đại Bi, và biết cái lỗi của mình để mình sám hối cầu cứu, cái tâm cầu cứu ha, tâm thanh tịnh để công phu nè, tâm sám hối lỗi lầm của mình nè, tâm cầu cứu nè, tâm biết chán cái cảnh khổ ta bà, tha thiết thèm về thế giới cực lạc. Thì bốn cái tâm này nó sẽ cảm với cái tâm của Phật mấy chị, sẽ cảm ứng được với cái tâm của Phật. Thì lúc đó Đức Phật sẽ phóng ánh hào quang để soi sáng mình trong cái bước đường hiện tại của mình, giúp cho mình được an lạc tự tại trong cái đời này. Không phải Đức Phật giúp đâu, bản thân của mấy anh chị là những cái người giúp cho mấy anh chị đó. Và khi đó thì Đức Phật mới mới soi sáng là đúng là nó là con của mình rồi. Thì không phải là Đức Phật, mà Đức Phật chỉ nói là ta chỉ là đưa các ngươi ngọn đuốc thôi, các ngươi sẽ cầm ngọn đuốc này để soi sáng con đường đi. Thì ngọn đuốc đó nó tuyệt vời vô cùng luôn, còn bản thân của mình đó là mình
thấy ánh sáng cuối đường hầm mấy anh chị. Và khi mấy anh chị mà phát tâm như vậy rồi đó, mấy anh chị có tin không, là khi mà một khi mà mấy anh chị nói tiếng là bỏ đồ đao xuống rồi đó, mà phát cái tâm mạnh mẽ như vậy đó, là mấy anh chị có tin là chấn động tam thiên đại thiên thế giới không? Có nghĩa là ở trên đó, ở trên trời đó, mấy anh chị chấn động tam thiên đại thiên thế giới khủng khiếp dữ lắm luôn đó, chứ không phải vừa đâu. Ví dụ như những người mà làm việc cực ác ha, giống như ngày ngày đại não hồi đó đó, là giết 999 người rồi, lấy một ngón tay để tu một cái đạo gì đó, và còn người ta nói là giết 100 người sẽ đắc cái quả đó trong cái đạo đó, thì còn một người nữa thì đang đang định là về giết mẹ đó mấy anh chị. Nhưng mà khi mà ngài Đức Phật mà biết được cái tâm của ngài vô não đó, thì Đức Phật hiện ra và hiện ra trước mặt của ngài, thì ngài nói là vậy thì có người rồi, thì ngài không có cần phải giết mẹ nữa, ngài sẽ giết cái ông Cù Đàm này, là ông Phật này nè, để lấy cái ngón tay cuối cùng. Thì cứ đi hoài đi hoài đi hoài mà ông có không có được kịp Đức Phật mấy chị. Thì ông ngài vô não nói là ngài dừng lại đi. À, ngài dừng lại, tại sao mà ngài cứ đi hoài như vậy? Thì Đức Phật nói ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính bản thân ngươi là người chưa dừng lại. Thì ngài vô não ngạc nhiên nói là ủa là sao, cái ngài cứ đi như vậy mà tại sao ngài nói ngài dừng lại? Thì Đức Phật nói cái tâm ta đã dừng lại, buông đồ đao xuống từ lâu rồi, bản thân của các ngươi, bản thân của ngươi là cái người chưa dừng lại. Thì lúc đó ngài vô não mới ngộ ra, mấy chị mới buông đồ đao xuống và bắt đầu quy y Đức Phật. À, và lúc đó mấy chị biết không, là những cái người mà cực ác á, khi mà họ buông đồ đao xuống hoặc họ phát một cái nguyện gì là họ chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là phải nói là ở trên là chấn động hết mấy chị, là tại vì cái tâm của họ buông hết những cái cực ác đó xuống. Cho nên đó là cái mà Vân muốn chia sẻ với mấy chị ha. Đó là lý do tại sao mà mình hành trì hoài không có kết quả, và mình có thể chuyển nghiệp được bằng cách, ok, vẫn nói lại nha, bằng cách mấy anh chị dùng cái tâm thanh tịnh mình để mình hành trì tha thiết, ok, tha thiết sám hối, tha thiết giống như trì đại bi. Ồ, còn một cái nữa ha, mấy anh chị trì đại bi á, trì Chúa đại bi chỉ cứu mấy anh chị được trong đời này thôi nhá. Có thể là mấy anh chị đang gặp khổ, mấy anh chị trì Chúa đại bi để vượt qua cái nỗi khổ của mình, để chuyển được cái nghiệp của mình. Nhưng mà thật sự á, mà mấy anh chị muốn là vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, là mấy anh chị phải hành trì niệm Phật thiết tha nha. Niệm Phật tha thiết chứ không phải là trì Chúa đại bi mà có thể giúp mấy anh chị vãng sanh về thế giới cực lạc nha. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài chỉ có thị hiện để cứu khổ chúng sanh thôi. Okay. Còn nếu mấy anh chị mà muốn là chấm dứt khổ đau, giảng sanh cực lạc, không còn trở lại luân hồi sanh tử nữa, thì mấy anh chị cần phải niệm Phật. Và giống như hồi nãy bạn Đạo hỏi Vân là thường Vân niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hay là niệm Đức Phật A Di Đà? Thường thì Vân niệm Phật A Di Đà. Vân ít có niệm Quan Âm lắm. Vân trì đại chú đại bi thì có, nhưng mà niệm Văn Âm thì không phải không mà ít. Ok. Tại vì khi mình qua được cái khổ của mình rồi đó, thì Vân nghiệm ra được đó là mình nhìn xa hơn nữa, là mình muốn về cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứ mình không phải muốn là chấm dứt khổ đau trong đời này rồi kiếp sau vẫn bị trở lại làm người, hoặc là trở lại luân hồi sanh tử nữa. Có thể là Vân tu đời này Vân bố thí làm việc thiện cúng dường, đời sau Vân trở lại Vân là một người rất là giàu, mấy anh chị rất là giàu, có địa vị trong xã hội làm đâu đặng đó. Mấy anh chị ơi, mấy người đó nguy hiểm lắm luôn đó nghe, chứ không phải mà đừng có nói là mấy người đó sướng nha. Khi mà mình có địa vị trong xã hội nè, mình là một người giàu có, cái gì cũng có hết, làm đâu đặng đó, mấy anh chị, đó là mình đại phước trong đời trước. Tại vì đời trước họ đã phóng sanh, họ làm việc thiện, họ bố thí rất là nhiều rồi, cho nên là đời này họ gặt cái quả. Nhưng mà không khéo đó là cái ngã của mình đó, cái tôi của mình nó rất là cao. Ok, cái tôi mình nó cao lắm thì mình sẽ bị đọa nữa, thê thảm nữa. Và chưa chắc gì kiếp sau mình gặp lại Phật Pháp đâu mấy anh chị. Biết đâu mình sanh vô cái vùng nào đó, hoặc là người Mỹ, mấy chị người Mỹ ta đâu có biết đạo Phật mình đâu,
biết là đạo Chúa thôi, mình họ đâu biết đạo Phật, họ đâu có tin luân hồi sinh tử đâu mấy anh chị. Họ chỉ nghĩ là làm lành chút gì thôi, chứ họ họ luân hồi sinh tử họ vẫn trở lại mấy anh chị. Cho nên mình rất là sợ, rất là sợ. Mấy anh chị thấy là những người Mỹ có đại phước hơn là người Việt Nam đúng không? Tại sao? Là tại vì họ sanh trong một cái thế giới không có bị đói. Có nghèo cỡ nào đi nữa chính phủ cũng nuôi, không có đói mấy anh chị, đó là cái phước của họ rồi. Nhưng mà theo bản thân của Vân á, là Vân Vân nhìn vào một khía cạnh á, là người Việt Nam của mình biết được đạo Phật, những người biết được đạo Phật là những người hạnh phúc hơn rất là nhiều, mặc dù mình nghèo hơn họ, mặc dù mình không có khả năng làm được nhiều chuyện trong đời này hơn họ, nhưng cái giá trị, cái kho tàng quý báu nhất 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 luôn là mình đang có trong tay mấy anh chị. Mình biết được Phật pháp là một cái đại 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 phước duyên rồi, và mình biết hành trì, biết tu tập theo chánh pháp, làm việc theo chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, là cái đó là quá là đại duyên luôn, coi như là may mắn cực kỳ, mình giàu hơn họ dữ lắm luôn mấy anh chị ơi. Cho nên là đừng bao giờ mà so sánh mình với người khác hết. Bây giờ những anh chị mà nghe những cái video của Vân á, là Vân biết mấy anh chị đã có đại phước duyên rồi. Giống như Vân, Vân lúc nào cũng tự hào là người con Phật, và Vân rất là tự hào là con có rất là có phước, rất là đại phước duyên để được biết Phật pháp, để biết được chánh pháp. Và một cái nữa là Vân lúc nào Vân cũng nguyện, Vân nguyện là nguyện cho con làm tất cả các việc lành và tránh tất cả các điều ác, và nguyện cho con có thể giúp đỡ các chúng sanh, có thể dùng con để làm Phật sự, có thể dùng con mà con không ngại khó khăn về Phật pháp, con có thể hy sinh vì Phật pháp. Nói chung là mình nguyện một cách tha thiết mấy anh chị. Thì Vân cảm thấy Vân rất là may mắn mấy anh chị. Những cái bài chia sẻ của Vân thật sự là có nhiều lúc Vân không biết Vân nói cái gì nữa, nhưng mà có một số anh chị nhắn Vân là nói là chị Vân ơi nói nhiều hơn nữa đi, sao mà chưa có, em chưa có nghe phê gì hết, chưa có xong gì hết là đã hết cái video rồi, mà họ bị ghiền mấy anh chị. Thì thật sự ra Vân không có phải nói pháp gì đâu, Vân không không biết tại sao mình nói được luôn. Và trước đây thì Vân chỉ có hành trì chú Đại Bi, thì thấy cảm nhận cảm cảm giác của sự mầu nhiệm của chú Đại Bi, thì Vân chia sẻ cho mấy anh chị thôi. Nhưng mà không ngờ là mình có cái đủ duyên để còn chia sẻ tiếp tục những cái đề tài này đề tài kia. Nhưng mà thật sự đâu biết gì đâu, chỉ có mỗi ngày lại Phật sám hối là nếu con có thể làm lợi lạc cho chúng sanh thì hãy dùng con, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi thì mình có đề tài này đề tài kia để nói chuyện với mấy anh chị thôi, chứ Vân không phải giỏi gì hết, không phải nói pháp, không phải gì hết, Vân cũng như mấy anh chị thôi. Thì nói tóm lại là mình có thể chuyển được cái nghiệp của mình từ cái chuyện nặng, từ cái nghiệp quá là nặng, quá là đau khổ, thành cái nghiệp nó nhẹ 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 nhẹ. Và nếu như mà mình làm được nhiều chuyện thiện hơn nữa, có nghĩa là cái quan trọng là cái gì nữa ha, mấy anh chị mà có hành trì chú Đại Bi hay là công phu gì đó, sám hối gì đó, từ thiện hay làm bất cứ cái gì mà gọi là lành á, công đức phước đức á, mấy anh chị hồi hướng nha, hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình. Thì khi mấy anh chị hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình như vậy đó, thì quán gia trái chủ của mình họ sẽ hưởng được cái đó mấy anh chị, họ sẽ hưởng được những cái thí dụ như mấy anh chị làm á, là mấy anh chị sẽ hưởng được 6 phần, họ hưởng được 1 phần, thì cũng đỡ hơn là không đúng không. Thì mình càng làm nhiều, mình càng hồi hướng cho họ, thì khi mình hồi hướng cho họ như vậy đó, thì từ từ cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ nhẹ nhẹ, và nó tiêu hồi nào không hay luôn, nó có thể tiêu luôn nghiệp của mình luôn, hồi nào không hay luôn mấy anh chị. Và Vân biết chắc và tin chắc mấy anh chị sẽ làm được điều đó nếu như mấy anh chị hành trì theo những cái gì mà nãy giờ Vân vừa chia sẻ đó. Tại vì bản thân Vân đã có làm qua rồi và kết quả rất là tuyệt vời. Cho nên là Vân chia sẻ cho mấy anh chị như vậy ha. Còn về cái cách mà công phu thế nào cho đúng á, mấy anh chị không có cái gì đúng mà cái gì sai hết á. Mấy anh chị cảm nhận cái gì mà có thể làm cho mình thoải mái. Thí dụ như mấy anh chị thoải mái về niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh chị cứ niệm. Mấy anh chị có duyên với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mấy anh chị cứ niệm. Và nếu mấy anh chị có duyên với chú Đại Bi thì mấy anh chị cứ hành trì chú Đại Bi,
Cho nên không có cái gì đúng, không có cái gì sai hết. Và mấy anh chị lễ Phật sám hối, lại Phật, vừa lễ Phật vừa niệm Phật thì lợi lạc hai cái nha. Thì mấy anh chị cứ làm. Cái quan trọng là gì? Mình dùng cái tâm thanh tịnh của mình để mình làm. Mình dùng cái tâm tha thiết của mình để mình làm. Mình dùng cái tâm cầu cứu của mình để mình làm. Mình dùng cái tâm mà chán cái ta bà này, tha thiết thèm về cực lạc. Cái tâm mà phải nói là sao? Cái tâm mà muốn giúp đỡ chúng sanh, mấy anh chị. Và không quên là con nguyện làm các việc lành, tránh các điều ác và nguyện độ tất cả chúng sanh. Ok, mấy anh chị nên cái đó ha. Và con nguyện đem công đức này hồi hướng cho quán gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con. Hồi hướng khi con vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Khi con bỏ sát thân này, con được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới. Ok. Sau khi mấy anh chị hồi hướng tha thiết như vậy đó, thì mấy anh chị sẽ tìm thấy cái an lạc trong những cái hành trì của mình, an lạc cực kỳ luôn. Vân sẽ cố gắng để làm cho mấy anh chị một cái bài từ nguyện hương cho tới lễ Phật, rồi cho tới trì đà bi, rồi cho tới hồi hướng, để Vân sẽ cố gắng làm trong tuần này. Vân làm xong Vân sẽ post lên cái trang tu tập an lạc để cho mấy anh chị theo đó mà hành trì ha. Đơn giản lắm. Và quan trọng là không phải những lời đó, mà quan trọng là cái lời từ trong cái tâm của mấy anh chị phát ra đó, là cái đó là quan trọng nhất luôn. Cái tâm thanh tịnh của anh chị, cái tâm tha thiết, cái tâm cầu cứu của anh chị đó, từ cái tâm đó phát ra thì cảm ứng được với Đức Phật rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Đó là cái Vân cảm nhận được ha. Thì hôm nay Vân có bao nhiêu lời chia sẻ đó thôi. Thì chúc mấy anh chị hành trì an lạc, tu tập an lạc, và cái quan trọng là tuyệt đối có niềm tin trong niềm tin với Đức Phật, với Bồ Tát, và tuyệt đối có niềm tin trong những cái gì mà mình đang hành trì, trong những cái gì mình đang cầu nguyện. Tuyệt đối có niềm tin là con có thể chuyển được cái nghiệp của con, dứt bỏ cái đau khổ này và tìm theo cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cực lạc trong đời này, chứ không phải đợi tới khi con bỏ xác thân này mới về được với cảnh giới cực lạc mấy anh chị. Tại vì bây giờ mấy anh chị đang đau khổ thì Đức Phật không có giúp mấy anh chị, không có rước mấy anh chị đâu. Mà bây giờ mình phải chuyển cái tâm mình cho cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lạc trong đời này rồi đó, thì cái cảnh giới đời sau mấy anh chị mới tìm được cái sự an lạc trong cảnh giới đời sau. Chứ không phải mà cái mấy anh chị đang đau khổ trong đời này mà đời sau mấy anh chị lại 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 ước ước là mình đi về với Phật A Di Đà, thì cái đó nó hơi không có không không có không có thật chút nào hết, không có make sense, không có, vẫn nói tiếng Việt giỏi quá, không có phải, không có đúng mấy anh chị, không có được vậy. Cho nên nhiều lúc mấy anh chị, có một số anh chị nhắn Vân chứ nói chuyện sang vô tiếng Anh không hiểu gì hết. Mấy anh chị thông cảm, Vân ở Mỹ là 25 năm rồi, từ lúc biết Phật pháp mới cố gắng đọc lại tiếng Việt và nói lại tiếng Việt. Tại vì sống cũng rất là lâu với cái chỗ mà không có người Việt Nam, cho nên bây giờ mới nói tiếng Việt lại giỏi như vậy đó, là cũng cố gắng dữ lắm rồi, đang cố gắng 100% để nói chuyện tiếng Việt nó suôn sẻ hơn cho mấy anh chị có thể nghe hiểu hết. Ok rồi, Vân thân chào cả nhà ha. Nếu anh chị có câu hỏi gì, mấy anh chị cũng có thể vô Facebook của Vân nhắn vô trong đó. Và nếu Vân có thể giúp được cái gì cho mấy anh chị thì Vân sẽ sẵn sàng, trong phạm vi của Vân thôi nha, chứ không phải Vân là quý thầy nha, Vân không có nói pháp, Vân không có phải giỏi gì đâu. Ok. Ok, rồi tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày an lạc ha. Và tu hành tinh tấn. A Di Đà Phật.